nó ngồi đây lâu rồi ngồi lại lại. Cái việc mà người ta là kích nạp hay không á, người ta quay hay không gì đó là chuyện của người ta bỏ thời gian, người ta bỏ tiền hay là người ta bỏ công sức ra để người ta làm một con game, người ta quay video để người ta làm content, người ta giới thiệu tướng cho mấy anh em, người ta test tỷ lệ. Mấy ông biết không, tôi quay con game này á, người ta nói có nhiều anh em vô góp ý thẳng với tôi luôn. Chả qua em xem anh một là anh vui hay là anh thực tế, trời tụi em coi anh cho vui thôi, thực chất á, người ta coi game á, một là coi nạp, công nhận không, mấy anh em coi game á, là một chủ yếu coi người ta nạp, ví dụ như những game kiếm hiệp hay những game võ lâm hay là những game gacha hay là ví dụ như điển hình là game Honkai Star Rail hay là những thứ gì khác, là đa số người ta vô là người ta chỉ coi là mấy ông quay mấy ông đốt tiền. Tôi là thằng đéo có tiền, khẳng định như vậy, tôi là thằng đéo có tiền thì tôi khi đa số là tôi mượn ạc của người ta quay. Tôi may mắn là tôi được gặp nhiều người, người ta hỗ trợ cho ạc để quay, tôi nói thẳng ra vậy luôn, cho nên là tôi hên. Thế còn mà bây giờ mấy ông biết ông làm cái này mà mấy ông bây giờ tháng nào tôi cũng bỏ túi, ngày xưa có tháng tôi bỏ có tháng tôi không bỏ, thì thực sự mấy ông người xem người ta chán lắm. Tại vì mục đích người ta vô game là gì, người ta coi gacha, người ta muốn coi mình tết tướng, người ta muốn coi tỷ lệ khi mà mình quay con tướng nó ra làm sao, mở đồ sẽ như thế nào, thực sự là như vậy, đúng không? Rõ ràng ngay từ thời xưa tôi làm game về thế giới hồn mỹ cũng vậy. Khi mà tại sao thế giới hồn mỹ tôi không like, tại vì người ta nói thẳng luôn là người ta kêu là ừ thế giới hồn mỹ bây giờ anh không, em bây giờ cái ông anh ông làm á, ông nói thẳng luôn bây giờ là em không nạp vô, em quay bóc người ta nạp cả mấy chục triệu vô tiệc người ta quay bóc, người ta làm content em không thể nào làm bằng người ta được. Thừ cái thời mà tôi làm Black and Blue là tôi đã không bằng năng lực, tôi không bằng người ta, đúng không? Khi mà người ta vô, người ta chủ yếu là người ta coi gì, người ta coi tỷ lệ, người ta coi giúp bóc, người ta coi nâng cấp con tướng, mà mình coi là người ta test đồ hình cái tối ưu hóa con tướng đó hay không. Bây giờ ví dụ như đang là tháng của con Hero, đang là tháng của con Hero, bây giờ trong trường hợp tôi không có con Hero thì mấy anh em đâu có coi được con Hero nó mạnh sao đâu, đúng không? Thì đâu bây giờ tôi muốn coi, tôi muốn chơi thì tôi phải đi mượn ạc người khác cho tôi quay. Cái công việc mà người ta bỏ tiền hay là người ta là cộng tác viên hay không không quan trọng, quan trọng là người ta bỏ ra, người ta đam mê với con game. Đầu tiên là người ta đam mê mới con game và người ta làm content về game. Mấy ông công nhận không, ngày xưa lúc con game này mới ra mắt thì những cái người đó là những người đi đầu, là những người đặt từng cái viên gạch đầu tiên, ví dụ như ông VNC nè, ông Osugamin nè, hoặc là những người khác là những người đặt cái nền móng viên gạch đầu tiên cho cái game One Punch Man này, làm content về video. Thì mình mới công nhận tới bây giờ, ví dụ như Osu bỏ thì bây giờ còn VNC làm, hoặc là còn làm những người khác làm, thì mình phải tôn trọng điều đó chứ, đúng không? Thì bây giờ mấy anh em phải tôn những người đặt cái viên gạch đầu tiên. Tuy người ta đã lâu rồi người ta không làm về game nữa, nhưng thứ nhất họ còn chơi, họ còn làm content, quan trọng là họ còn làm content về game. Không, tháng nào cũng có clip quay tướng hết. Cái việc họ làm, ví dụ như họ là cộng tác viên hay là làm trực tiếp cho Vina Game, tiền đó là tiền của ai không quan trọng, quan trọng là họ còn chơi game. Cái kênh của ổng là rất là đông người xem và họ còn chơi game. Mỗi video đầu tháng đăng lên là vẫn còn biết mọi người là ổng còn quan tâm tới game và nhiều người còn quan tâm tới game. Và trong 72.000 người đăng ký đó, vẫn có người người ta coi được video đó và người ta thích, người ta vẫn coi. Mấy anh em hiểu không? Chứ không phải là cái việc mà mấy anh em nói là người ta là cộng tác viên kích nạp. Xin thưa nha, kích nạp là có nhiều dạng. Kích nạp nó có nhiều dạng khác nhau, kể cộng tác viên có người ta làm, người ta marketing. Tôi ví dụ như tôi là Vinagamy, tôi trả tiền cho anh marketing, tôi nhận xong tôi quay. Như anh Đức, bây giờ ngay kể cả mấy anh em nói gì cũng được, người ta đầu tư chất xám, người ta làm video, họ là những người bỏ thời gian đặt từng viên gạch cho game từ lúc mà game chưa ra mắt, chỉ là bản beta, tới lúc ra bản chính thức họ ra video xuyên suốt. Sau này game thì đúng họ làm nghề YouTube là họ để kiếm tiền, tôi làm cho vui nha. Xin thưa mấy anh em nha, mấy anh em đừng so sánh là cộng tác viên hay gì, tôi là làm cho vui. Tôi like lên đây để mọi người coi, để mọi người làm về thế này như thế kia. Còn họ là làm YouTube, họ để kiếm tiền, game nào hot thì họ làm game đó và họ duy trì. Đáng ra ví dụ như là cái tựa game One Punch Man này là nó đã bão hòa rồi, nó 2 năm. Bây giờ ổng có thể làm game khác, ví dụ như là Metal Slug nè, hay là những cái game mới ra gần đây, hoặc là AFK, thì họ làm về những cái con game đang hot trên thị trường. Chứ họ không thể nào mà làm mấy con game mà bây giờ tính ra bây giờ là khoảng cỡ tầm 3-5.000 người chơi được. Nó quá ít, cái view nó quá ít không. Họ làm, mọi người nên nhớ nha, là người ta làm để người ta kiếm tiền. Còn tôi làm mà làm cho vui. Và họ làm vì mục đích làm gì? Marketing, làm content. Để cuối cùng mục đích là gì? Để kênh được nhiều người xem và có cái chuyện để làm, để có kiếm thêm thu nhập trên cái kênh. Chứ mấy anh em cái việc mà người ta làm cộng tác viên hay gì không còn quan tâm. Mấy anh em đừng có để ý, quan trọng là người ta còn làm về game và người ta marketing cho game. Mấy anh em nên nhớ nha, mấy anh em, ổng đăng video đó
cái kênh họ lớn, cái kênh họ 72.000 người đăng ký, thì trong 72.000 người đó có những, ví dụ như cái video được 5.000 người xem đi, thì có những người người ta xem được video đó, người ta đến với game, ví dụ như họ chơi game khác nhưng mà họ tình cờ thấy video họ đến với game thì mình có được thêm một người chơi. Nó vừa, nó Vinagame đều có lợi, Vinagame hay là bản thân VNC đều có lợi, ngay cả bản thân tôi cũng có lợi, mấy anh em cũng có lợi mà, mấy anh em có thêm một người chơi. Chứ có gì đâu mà mấy anh em ngồi này cãi giờ cái việc mà ừ có phải là cộng tác viên hay không, hay là nó đâu quan trọng mấy anh em. Việc kể cả mà ừ ví dụ như là Dasa hay là ai gì cũng vậy, kể cả bản thân tôi, nếu mà tôi được mở lời mời làm cộng tác viên cho tựa game này tôi vẫn nhận bình thường. Thiệt. Thì tôi vẫn nhận bình thường, nhận cho đâu, kích nạp quan trọng là mấy anh em kêu kích nạp và kích nạp như thế nào, hay là người tư vấn. Có những người ừ ok trong server, đặc biệt là server mới ra hay là trong server có những người kích nạp hay thứ này thứ kia. Kích nạp quan trọng là họ kích nạp theo kiểu lâu dài hay là kích nạp theo chiều hướng nào thôi. Nếu còn nguyên bản thân tôi đó, giờ mấy anh em biết rồi, tôi làm sao tôi có sao thì tôi nói vậy. Tại vì mình làm, tôi làm cái này là để làm cho vui, còn người ta là làm để người ta là kiếm tiền. Cái kênh họ xây dựng content, họ gần như là một, ví dụ như trên TikTok gọi là KOL, còn ở bên này là người sáng tạo nội dung về game. Thì đương nhiên họ hợp tác với những nhãn hàng khác là chuyện bình thường. Ví dụ như bây giờ tôi đang làm YouTube và tôi được bật kiếm tiền, thì YouTube trả tôi 2.000 hay 1.000 trên 1.000 người xem, thì đó là chuyện bình thường mà. Bây giờ chẳng lẽ tôi kêu là kích nạp cho YouTube hay là cái này kia, đúng không? Ngày xưa khi mà tôi làm á, tôi nghe cái câu này quen rồi, tôi thiệt á, tôi nghe cái này quen, tôi nghe hoài luôn. Nhiều người nói với tôi một câu là em nói thẳng với anh luôn, anh làm mấy game này trả qua thì anh có ạc người khác anh mượn thôi, anh để anh quay thôi, chứ anh mà không có ạc anh quay đéo có ai xem đâu. Thiệt. Bây giờ tôi hỏi mấy ông nha, tháng này ví dụ như tôi quay Giro mà tôi không có ai quay thì tôi có ạc đâu để làm content tôi quay, hay là giờ này tôi không có Giro để tôi chơi á, đáng lẽ giờ này tôi sẽ qua ạc của thằng Thái, tôi ngồi tôi chơi Giro mà tôi lỡ ạc này tôi quýnh đủ 6 trận lấy 100 kim cương thôi. Đáng lẽ là giờ này tôi test Giro, bây giờ trong đây có những người người ta không có được chơi Giro thì tôi có Giro tôi test. Ví dụ như ạc VNC hồi nãy có Giro rõ ràng nó chơi, người ta chơi bình thường mà. Đúng không? Bây giờ ngày xưa mấy anh em công nhận, mấy anh em search tự game One Bên Bên ra thì ba người đứng đầu vẫn là VNC nè, Osugamin nè và review game, đúng không ta? Phải review game không, cái logo hình cái icon cái kính đó là review game này, là ba người vẫn được đứng đầu trên tự game One Bên Bên này. Ba người đó vẫn là người đứng đầu trên cái hot search của cái YouTube, chứ mấy anh em nói gì sao được. Cái việc mà giờ mình, mấy anh em quan trọng là người ta coi, ví dụ như mấy anh em coi tôi hay là những coi những người khác, là mấy anh em coi mục đích này là một là coi kích nạp, coi là ạc nhiều tiền, nhiều kim cương, vô xả kim cương, phá tiền, phá đô, phá kim cương, đúng không? Mục đích vậy thôi, để làm gì? Để test tỷ lệ nè, để coi được cái món đồ nó như sao, để coi con tướng đó là chơi như thế nào. Chứ còn mấy anh em coi New Blue á, mấy anh em coi New Blue không khác gì mấy anh em coi nhà phát hành. Trong đây có mấy anh em nào coi clip quay tướng của New Blue chưa? Chứ mấy anh em bây giờ, mấy anh em coi New Blue để 30.000 đô, tôi nhớ không lầm á, là trong tài khoản, trong cái ạc tài khoản của New Blue á, là trong ạc là 30.000 đô la, cứ quay tướng là kiếu mắt đô, quay tướng là kiếu mắt đô, quay tướng là kiếu mắt đô. Rồi xong mấy ông kêu New Blue là cộng tác viên. Mày cái ai cộng tác viên mà đi, cái ai cộng tác viên mà đi bán bất động sản đi quýnh lộn gì không? Ơi tôi thiệt với ông, không cộng tác viên nào quay 30.000 đô kiếu, 30.000 đô cô kiếu nạp có tỷ mà không có nhà phát hành nào mà điên gì đâu em. Trong này mấy ông nào coi giờ dữ liệu mấy ông nói gì, mấy ông new coi New Blue á, bây giờ New Blue cũng chả có người deep nạp trực tiếp cho mấy ông coi đó, giờ chụp mặt đó, đó bây giờ ừ tao 30.000 đô đó, quay tướng kiếm quách đô, quay tướng kiếm quách đô, dữ liệu mấy ông kêu New Blue cộng tác viên, không phải kêu cộng tác viên nữa mà kêu gọi là nhà phát hành luôn á, chứ kêu mấy ông dữ liệu New Blue nhà phát hành à, đúng không? Chứ mấy anh em ngồi bàn cãi nhau câu chuyện đó, cái việc người ta chơi sao, hay là người ta làm, mấy ông hiểu không, người ta làm nhờ những người, ví dụ như là Dasa bây giờ cũng chơi lại nè. Giờ mấy ông biết không, Dasa cũng ngày xưa cũng lớn, nghỉ game xong rồi chơi lại nè. VNC thì cứ ra đều rồi nè, rồi review game nè, hoặc là Tuna One Man là Sukula, là những người mà đặt cái nền móng đầu tiên cho game này, người ta quay lại comeback với mấy anh em thì làm cho game nó phát triển hơn thôi. Chứ giờ hỏi là Vinagame có bỏ tiền vô marketing game nữa không? Không. Chắc chắn là không rồi, thì người chơi mới từ đâu? Chắc chắn luôn là người chơi mới từ những người mà làm game đó, đúng không? Ví dụ như VNC nè, hoặc là review game. VNC là kênh 72.000 người đăng ký, làm về quá trời tự game luôn. Thì khi mà người ta làm game, những người fan cứng của trên đó, người ta sẽ coi, người ta về chơi game với mình.
Đó, chứ đâu phải là bây giờ có thêm một người chơi. Ví dụ như hôm bữa có ông đại gia ngồi tiêu 5 ngày hết 14 triệu phải không? Thì có những đại gia đó về bơm tiền cho server thì server nó sẽ hoạt động hơn, thì có người nạp tiền mua server thì sẽ có còn đội ngũ vận hành. Chứ mấy anh em kêu cộng tác viên thì sao, mẹ tôi mà được cộng làm cộng tác viên thì tôi cũng làm. Thiệt, tôi mà được làm cộng tác viên tháng bơm chân mớ tiền tôi cũng làm. Quan trọng là khi mà mình làm mình giải thích mình kích nạp như sao cho nó hợp lý hoặc là nó phù hợp thế thôi, chứ game nó bớt nhàm chán chứ gì đâu. Bây giờ ví dụ như ạc tôi không có giro giro thì tháng này mấy anh em, bây giờ nhiều anh em đang muốn coi thử con giro giro như thế nào lắm, mà giờ tôi đang chơi ạc này không có con giro giro thì công nhận mấy anh em xem mấy anh em coi chán không, chán bỏ mẹ luôn sao không chán. Hoặc là ví dụ như những tháng mà tôi không có tướng tôi quay đi như ngày xưa chẳng hạn, còn bây giờ là may, ví dụ bây giờ có ạc Thái nè, bây giờ có ạc ông Hiếu nè, hoặc là mấy anh em ủng hộ ạc clone cho quay cho mượn, như tháng này xin vào chung tôi không có ạc tôi quay con Sonic UR đúng không? Chứ hôm bữa ví dụ như bây giờ tôi đi uống cà phê với ông Na nè, làng Trần Nhật Minh nè, bây giờ nó đi ra quán cà phê tôi ngồi nó kêu là em quay con Flashy Flash đi, nó ngồi nó quay với tôi rồi xong rồi nó quay 180 giấy nó ra con Flashy Flash 2 luôn, mà nó không có đá, nó không tích sẵn luôn nha, đúng không? Nó không tích sẵn luôn, chẳng lẽ tôi đi kích nạp, mẹ tôi đi kích nạp mà tôi ra về quán cà phê tôi kích nạp luôn à, đúng không? Mấy anh em ngồi tranh cãi vấn đề ai là cộng tác viên hay là làm gì cũng biết, người ta làm cộng tác viên nhưng mà sẵn sàng người ta làm sáng tạo nội dung đúng không, người ta làm marketing cho game, người ta truyền thông cho game để kéo thêm người chơi, mà khi mà kéo thêm người chơi server nó sẽ đông, cộng đồng nó sẽ mạnh, game nó sẽ phát triển tốt. Tại sao mấy anh em ngồi cãi nhau về cái vấn đề đó, nó không có hay thật sự. Ok ha, đó tôi giải thích vậy thôi, chứ ngày xưa tôi nãy giờ tôi nói đi nói lại câu hoài, ngày xưa khi mà tôi làm cái vấn đề này bảo đảm với mấy ông luôn, ai cũng ngồi nói tôi một câu này là mày làm này chả ai coi đâu, hoặc anh làm này chả ai coi đâu, người ta vô là người ta chỉ coi mình quay tướng, mình xả kim cương, mình phá như thế này phá như thế kia thôi, chứ người ta chả quan trọng là làm như thế nào, quá trình cày chay đâu, ai đâu mà coi cày chay đúng không, ai đâu mà coi ạc cày chay, mẹ vô coi ạc cày chay chán bỏ mẹ ra, ngay bản thân tôi ngay từ đầu tôi cũng phải đầu tư nữa đúng không, cái việc mà ngay từ đầu tôi chơi tôi cũng phải đầu tư nữa, nói gì mà người khác làm, cái cơ bây giờ làm một cái kênh YouTube mà vô kệ chay đố ai coi. Thiệt. Giờ làm một cái kênh YouTube mà vô kệ chay đố ai coi. Mình phải rõ ràng cái quan điểm đó để mình ngồi mình suy nghĩ ra. Chứ không phải là mình kêu ai là cộng tác viên tranh cãi người này là cộng tác viên hay người kia không phải là cộng tác viên, nó không có hay. Một phần nữa là nó sai cái hướng mình ngồi mình trên đây. Người ta là cái này tôi nói nhiều rồi, người ta là làm YouTube để người ta kiếm tiền đúng không, người ta xây dựng nội dung, cái đó là nghề của người ta. Ví dụ còn Dasa làm YouTube này vừa để làm kiếm tiền mà còn vừa để bán cạc game, còn mẹ con tôi là đủ, tôi làm trên đây rồi tôi làm cho vui mà đủ, tôi ngồi tôi đi tôi combat tôi chửi nhau với mấy thằng mẹ ngồi chửi tôi, hoặc là tôi ngồi tôi chửi mấy ông người xem mẹ đó. Có ai mà đi làm YouTube mà ngồi blame người xem không đúng không, mình mới rõ ràng quan điểm. Mình phải rõ ràng quan điểm đó chứ bất công thì mấy anh em kêu là làm cộng tác viên rồi trả lương nhận lương rồi như này kia, cái đó là công việc của người ta mà người ta xứng đáng người ta nhận được điều đó, mà người ta bỏ thời gian ra người ta làm video, giờ đố mấy ông bỏ thời gian ra làm YouTube đi đúng không, trời ơi. Ok ha, chứ giờ có gì đâu mấy anh em ngồi tranh luận nãy giờ về cái vấn đề đó rồi vậy thôi, có gì đâu.